Tập 1. Nóng hổi, tươi ngon kẹo hồ lô đi. Cho tôi một xiên kẹo. Mau nhìn kìa, đường báo hổ, huynh ấy đâu? Đường báo hổ, huynh ấy đâu, đường báo hổ? Đi thôi, xe may đấy. Ở bên đó. Đường trắng đường, cẩn thận, hỏng trang điểm của tôi. Đường báo hổ, đường trắng tôi. Đường công tử mama, bà xem. Bà từng này tuổi rồi, nên nhường cho người trẻ của chúng tôi. Bột trân châu của bà rơi xuống đất rồi. Tôi nói cho cô, đây gọi là trưởng thành, sẽ rất thơm. Rất nhiều nam nhân thích loại như tôi, được đường giải nguyên, được làm quan. Tôi có thể nắm được mọi thứ. Nhìn cô kìa, để đường giải nguyên được làm quan rồi, tôi sẽ dẫm bẹp cô làm thần gác cửa. Lùi lại đi, đường công tử nhìn thấy cô thì sao? Mau xem kìa, đến rồi, đường báo hổ. Xin lỗi, đường bá hổ, bên này, đường bá hổ, đến rồi, nhanh lên, đường bá hổ, chúc mừng đường công tử, mau lên, đường bá hổ. Cảm ơn, đáng yêu quá. Đường bá hổ, mùi rất thích huynh, mùi rất thích huynh. Bá hổ đi thôi, bá hổ huynh đừng đi, bá hổ, bá hổ. Cảm ơn. Đi thôi chắc hiền đệ, đi thôi. Không đi. Đi thôi mà, đừng có thoái thác nữa, đi thôi, đi xem thôi, không đi. Chẳng qua chỉ là một giải nguyên, để không đi đâu. Đường đường là một người đọc sách, sao lại có thể cúi lưng trước quyền quý? Lôi lôi kéo kéo như thế này ra thể thống gì? Hiền đệ, ta thấy đệ lại lôi lý lẽ ra đấy, có phải không? Ta nói cho đệ, đường bá hổ không phải là loại tầm thường. Chưa biết chừng trạng nguyên năm nay chính là quân ấy. Nếu bây giờ đệ không kết thân với quân ấy, chưa biết chừng cả đời này đệ không làm quan được đâu. Nói đúng lắm, không những quân không làm được quan, đệ đến võ cử nhân chắc cũng không đổ nổi. Ai nói là ta muốn làm quan? Văn chinh minh ta không ham lợi, tấm lòng rộng lớn, chí ở nơi xa, nói hay lắm. Trong mắt của đệ hình tượng của huynh quá là vĩ đại, đệ sẽ nói với sư tử Hà Đông nhà huynh. Trinh Khanh hiền đệ, ta đùa thôi mà. Dừng bước. Chẳng qua, chỉ là một đường bá hổ xem cũng không sao, đi thôi. Đợi đã, đi tay không à? Đây không phải là hành vi của quân tử. Có bệnh. Đến rồi lão gia. Người đến rồi. Đến rồi à? Thạch Lụ, lập tức chuẩn bị kiệu. Lão gia, đường bá hổ này không phải chỉ là một cử nhân sao? Ngài từng là quan nhị phẩm kinh thành, đích thân đi tặng quà cho hắn. E rằng quá đề cao hắn rồi đó. Đề cao à? Hôm nay tôi đề cao huynh, ngày mai huynh đề cao tôi. Đạo lý quan trường mà, kỳ diệu là ở hai chữ đề cao đó. Lần này đường báo hổ vào kinh có được 3 lần giải nguyên. Nếu mà lúc này lão gia ta không đề cao hắn, để hắn nói vài lời tốt đẹp về ta trước mặt hoàng thượng, nếu hoàng thượng vui mừng thì lão phu có thể được khôi kinh. Mã đế thanh thanh ly cố thổ, nghĩa là lên kinh.
Ta tiếp. Thi thư từ phố thông bát cổ. Đây cũng tiếp một câu. Nào. Tiền lộ thản thản sĩ đồ thuận. Hay. Có rồi. Đề thượng hoàng bản thị bá hổ. Thơ hay lắm. Bài thơ này tỏ lời chúc chân thành của chúng ta rất có lòng. Đợi một lát. Nhìn bốn chữ mở đầu. Mã thất tiền đề. Có ý nghĩa. Thạch Lu, mau đi chuẩn bị kiệu. Được rồi lão gia, tôi sẽ đi chuẩn bị kiệu cho ngài. Để người toàn thành này biết, đường bá hổ này được lão gia đề cao mới thi đỗ trạng nguyên. Đợi đã. Câu này của ngươi đã nhắc nhở ta. Thu Hương, đến đây lão gia. Vào đi. Thu Hương, cô và Thạch Lu lập tức đến thư viện môn. Đích thân đem bút trạng nguyên ngữ ban tặng cho Đường Giải Nguyên, nói với cậu ấy, thái sư chúc cậu ấy đổ liền tam nguyên. Dân lão gia. Lão gia, lúc nãy không phải ngài nói là phải đích thân đi tặng sao? Quà phải tặng, nhưng tên không được truyền đi. Tại sao không được truyền đi? Bây giờ người toàn thành đều đang nhìn vào đường bá hổ. Nếu đi thì mối quan hệ này coi như là ngồi chắc rồi. Chế độ khoa cử tuy tốt nhưng ở bên trong cũng không phải là không có cửa sau. Đường bá hổ nếu đổ tam nguyên là tốt nhất. Nhưng không sợ lỡ như thôi. Lỡ như... Lão gia, ngài giữ lại một lối cửa sau. Lão gia anh minh. Đạo lý quan trường, bề ngoài hòa khí, bên trong thì vô cùng đen tối, không phòng không được. Nhưng chuyện lớn như vậy, Ninh Dương tại sao không có một động tĩnh gì? Trong dịch kinh có nói, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân. 95 chính là số hỏa dược. Phi long tại thiên chính là hỏa tiễn mà bản vương thiết kế. Lợi kiến đại nhân chính là nói đại nhân chính là ngài rồi. Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân, nói thật hay. Vương gia phi long tiễn tạo thành rồi, nó dùng vào đâu? Đương nhiên là tấn công kinh thành. Không đánh kinh thành sao mà ta đăng cơ được? Ta không đăng cơ sao có thể hùng bá tứ hải? Dựa vào cái này ư? Nhưng ngươi có biết không, tường thành kinh thành cao như thế nào không? Thác bình thường không thể trèo lên được. Chỉ cần bây giờ buộc người vào quả tiễn, bùm, bắn lên trời, lên thẳng tường thành. Đến lúc đó, đợi ngày tường thành bị vỡ, chính là lúc bản vương thay thế chính đức tiểu tử đó đăng cơ. Vậy trói ai lên? Bản vương sẽ làm đế vương đầu tiên trên trời. Trói ta. Vương gia, tuy người đầu tiên bay lên trời có thể là lưu danh sử sách, lưu truyền thiên cổ, được người thiên hạ kính ngưỡng, nhưng vẫn có chút nguy hiểm đấy ạ. Đúng, mau cởi trói. Mau cởi trói. Bản vương không thể là người đầu tiên bay lên trời. Tại sao ạ? Tại sao ư? Bản vương bay lên trời, các người nhìn thấy ta bay cao bay thấp, bay bẹp mắt thì sao? Vậy đương nhiên là ngươi bay rồi. Tôi à? Trói sư gia. Tôi không đi. Không đi sao? Tôi không đi. Có đi không? Dương gia, tôi lên. Tôi đúng là chết không có chỗ chôn rồi, chi bằng bị ngài đánh chết. Ta đảm bảo
Ta nhìn ngươi bay lên tuyệt đối sẽ không nguy hiểm. Mau, lửa! Sao trói chặt như vậy? Dương gia, lửa ở đâu? Dương gia, tránh ra! Dương gia, ngài tuyệt đối đừng thử! Chết chắc rồi! Sao lại như vậy? Người đâu? Dẫn sư gia đến cho ta. Trói lại lần nữa. Dương gia tin tốt. Tôi nói cho ngài, Đường Bá Hổ phải vào kinh dự thi rồi. Mọi người đều đang đi tặng quà. Bây giờ nhân tài trị quốc đã đến tận cửa. Đường Bá Hổ nói là hắn phải đổ tam nguyên. Vừa hay có lợi cho ta. Một ngàn lượng bạc vốn định thưởng cho gia sư, xem ra tạm thời cũng chưa dùng đến. Ngươi hãy lấy đưa cho Đường Bá Hổ, nói là bản vương luôn coi trọng hắn. Dân chuyên gia, hỏa dược không đủ, món quà này mà tặng thì hắn tức chết mất. Chính là muốn kết quả đó. Không, đây là lời chúc chân thành của chúng ta cho hắn. Hắn chắc chắn là không biết đây là gì. Thạch Lương, muội xem ba thư sinh kia đang nhìn chúng ta cười ấy. Chắc đúng là vậy. Vậy chúng ta đi lên chào hỏi bọn họ. Có lẽ là bọn họ cũng biết đường công tử. Được rồi. Đến rồi. Cô nương, tiểu sinh có thể giúp gì hai cô? Dám hỏi công tử có biết Đường Bá Hổ, Đường công tử đang ở đâu không? Vậy dám hỏi cô nương, có biết Đường Bá Hổ tướng mạo thế nào không? Tướng mạo, điều này thì chúng tôi không biết. Thế thì dễ rồi, nhưng tôi dám khẳng định là cô ấy nhất định rất là đẹp trai. Câu này sai rồi, Đường Bá Hổ không phải là người bình thường. Cô ấy có lý tưởng, có ước mơ, có tài họa, có lòng tốt, là người tập hợp tất cả những điểm tốt. Sao lại có thể một chữ đẹp trai là đủ? Cũng đúng đó. Bây giờ ngọc quý giấu ở trong cỏ quá nhiều. Người thật sự có tài chính là ở trước mặt cô nương, nhưng mà cô nương lại không nhìn thấy. Lẽ nào huynh chính là Đường công tử, tại hạ chính là Đường Bá Hổ? Đường... huynh ấy là Đường Bá Hổ. Vậy hai vị đây, hai vị này là hai thư đồng đi theo tôi vào kinh dự thi. Thư đồng, tuy bọn họ tuổi còn nhỏ nhưng tướng mạo lại có vẻ già dặn một chút. Văn huynh, nói huynh đấy. Già dặn. Tiểu nữ thất lễ rồi. Bá hổ, mùi yêu huynh Bá Hổ. Thiếu gia, chúng ta là đã nói sẽ nghỉ một lát thôi. Ở bên ngoài còn có rất nhiều thiếu nữ đợi thiếu gia ký tên. Ta đi uống một ngụm nước, nghỉ một lát đã. Thiếu gia phải nhanh lên đấy. Biết rồi. Chúng tôi là nha hoàn của Hoa Thái sư phụ. Tôi tên là Thu Hương, cô ấy tên là Thạch Lu. Cái này chính là bút trà nguyên mà lão gia đặt làm. Lão gia nói rồi, đem tặng Đường công tử, chúc công tử đổ tam nguyên, ghi danh bản vàng. Đa tạ Hoa Thái sư yêu mến. Đợi tiểu sinh vào kinh dự thi trở về, nhất định sẽ đến thăm Hoa Thái sư. Đa tạ công tử. Lão gia nhà của chúng tôi nói rồi, nếu như công tử nhận chiếc bút này, phải viết cho chúng tôi một tờ giấy. Sao lại... Cũng đúng. Còn phải ghi nhận ư? Chỉ bằng như thế này, tôi sẽ lấy Thu Hương cô nương để viết một bài thơ, thế nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thủy doãn nhân đối hồng trang, dương khiết giang nam hảo phong hoang, tối thị nhân gian tam tứ nguyệt, mỹ bắc thắng thu tại thủ phương. Không ngờ tên tôi cũng có thể làm thành thơ. Thu hương đẹp nhất. Đường công tử không hổ là tài tử, tên hay tên hay. Vậy tôi cũng nói một bài, tôi sẽ làm cho Thạch Lưu tỷ tỷ. Thạch viết thư ấy à? Không phải người nào cũng có thể viết. Viết qua viết lại đều là lời sáo rỗng. Tuy bề ngoài hoa lệ, thật ra không có một chút chân tình thật ý nào. Đây là ai vậy? Quynh là ai vậy? Yêu nghiệt phương nào, có biết tôi là ai không? Quynh là ai? Quynh ấy là Đường Bá Hổ đấy. Đường Bá Hổ? Không phải Quynh là đại tài tử trong truyền thuyết Đường Bá Hổ chứ? Sợ chưa? Đúng rồi, có mắt không thấy Thái Sơn, lại dám nói về thơ trước mặt Đường Quynh. Đúng là thất kính, thất kính. Đúng là có phúc ba đời. Thật ra, tiểu nhân từ nhỏ đã thích thơ ca, cũng sùng bái thiên nhân. Không biết Đường Giải Nguyên có thể cho tôi một cơ hội học làm thơ với Quynh không? Học làm thơ à? Được thôi. Tránh làm tổn thương sự kính ngưỡng của Quynh với tôi. Hay là thế này đi, chúng ta hãy dùng tên của Thu Hương cô nương để làm thơ. Quynh dám không? Đến đi, đến đi, đến đi, đến đi. Cảm ơn Đường Giải Nguyên. Vậy tiểu nhân xin phép. Thu Thu Hương. Thu Hương. Thu Hương. Thơm quá. Nhanh lên. Nói Quynh đấy. Thu phong tảo dân, thiên mang mang. Hương phiêu phong, dịp ánh dư dương. Cảnh thật hay. Đến đi. Đến đi. Ngâm thơ vốn là chuyện tính tình. Thợ gia sao sánh được gia cát lượng. Hay lắm, nói đi. Nói xong rồi. Nói còn rất hay nữa. Hình như là đang mắng chúng ta. Mấy cái câu trước Thạch Lưu tôi không hiểu, nhưng mà câu này thì tôi hiểu đó. Quynh nói là ba người họ đều là đồ gia thối, có đúng không? Thật không ngờ Thạch Lưu tỷ tỷ đây cũng hiểu thơ đấy. Vậy rõ ràng là Quynh muốn nói xấu chúng tôi có phải không? Được rồi, chúng ta không so văn thì lại so võ vậy. Hiểu rồi, đón lấy. Nào, đến đi. Thiếu gia, thiếu gia. Không gọi ông. Sao thiếu gia còn ở đây? Đừng làm ồn. Ông xem ba người đó thật là quên quăng. Thật thú vị có đúng không? Đây là bản diễn người thật ở trong truyền thuyết Tam Nhân Đại Chiến. Thiếu gia còn gặp bạn ở đây ư? Mau lên đi. Tri phủ lão gia muốn mở tiệc tiễn thiếu gia đấy. Đang đợi thiếu gia. Nói là Đường Bá Hổ không đến. Sao lại phiền phức như vậy? Thì sẽ không khai tiệc. Được rồi, được rồi. Ông đừng có nói nhiều nữa. Vậy thì ta đi trước đây. Thu Hương tỷ, ba người đứng ở đây, ai đi thì người đó là con rùa rụt đầu đấy. Mau lên, nhanh lên. Quynh ấy là Đường Bá Hổ. Lúc nãy có phải là có người nói tri phủ muốn tiễn hắn? Hình như là có người đó còn gọi hắn là Đường Bá Hổ. Ai đi trước thì là con rùa rụt đầu. Gặp đúng là người thật rồi. Rút. Rút. Ba người bọn họ đúng là có bệnh đấy. Thu Hương, Đường công tử đã gọi tên của tôi. Tôi thấy là hình như tôi đã yêu Quynh ấy rồi. Lão gia muốn lên thật à? Thạch Lũ,
Ngươi thật sự nhìn thấy Ninh Dương đang luyện thuật công thành chứ? Tôi thấy là không chỉ công thành mà là đại náo thiên cung. Ta phải nhìn cho rõ, lão gia cẩn thận đi. Ngài không được bắt tôi bay nữa. Đau quá. Vương gia của tôi. Vương gia. Vết thương cũ của tôi còn chưa khỏi, Vương gia. Đừng đụng vào tôi, Vương gia. Sư gia đã thành ra thế này rồi, hay là tha cho mấy đi. Đừng đụng vào tôi. Thả sư gia ra. Cảm ơn Vương gia. Thả sư gia, cảm ơn Vương gia. Trói lôi thuận lại. Vương gia, tôi không có ý đó. Ý của tôi là, lần trước, dược lượng phi long thiển không đủ, lực cũng không đủ. Thế này đi, lần này, chúng ta làm thật đấy. Châm lửa đùng một tiếng, bắn ông ấy lên trời, và không về nữa. Lôi thuận. Đúng đúng đúng, lôi thuận đối đúng. Sư gia. Dương gia, số thuốc lần trước quả thật là không đủ, chỉ bay qua một bức tường. Nếu mà lần này có đủ, Vương gia, vậy nhất định là sẽ không có vấn đề gì. Dương gia, sư gia, phiền ông một chuyến nữa rồi. Dương gia ơi, tôi không đi. Thêm hỏa dược dần Dương gia. Lôi thuận à, lôi thuận. Tôi nói cho cậu, cho đủ hỏa dược vào, cậu cho nhiều thế làm gì? Dương gia đừng để cậu ấy thêm nữa. Dương gia. Trái rồi. Trời ơi, Dương gia. Sư gia. Quả dược lần này quá lớn. Sư gia. Ông đi sớm, về sớm. Mang theo quà. Mang theo quà. Ninh Dương này coi thường mạng người, thật quá đáng. Lão gia, ai đấy? Ai ở bên đó? Ở đó. Ai vậy? Bắt lấy hắn. Dương gia xem này, đây không phải là Hoa Thái Sư sao? Hai người nửa đêm canh ba luyện võ công gì vậy? Ông muốn làm gì? Ninh Dương, ta nói cho ông biết, ông tự tạo quả tiễn, ô đồ tạo phản. Còn lấy người làm thí nghiệm, tôi phải đến chỗ hoàng thượng để tố cáo ông đó. Tố cáo ta? Thật sự là muốn tố cáo ta ư? Đúng thế, chứng cứ đâu? Lấy chứng cứ ra đây. Đùa, thật luôn. Chứng cứ đâu rồi? Ở đây này, ở đây. Không được cướp. Dương gia không được cướp. Có chữ, có hình. Tường tận như vậy sao? Ôi chết rồi, tại sao ta không nhìn rõ nhỉ? Xem không rõ. Dương gia, tôi thấy có lửa đây, để ta nhìn rõ một chút. Không, không được tốt, không được đốt. Làm sao đi lão gia, thôi chết rồi. Đáng thương quá, chứng cứ bị đốt mất rồi. Ninh Dương, tôi chưa xong với ông đâu. Tôi nhất định sẽ nắm được nhược điểm của ông. Đến chỗ hoàng thượng tố cáo ta ư? Tôi thật sợ quá. Nhưng ông có biết, sư gia nhà ta đang ở trên trời, có thể ngày mai sẽ bay đến kinh thành. Ông ta bay đến kinh thành để làm gì? Ông ta nói là muốn tố cáo ông, nói là ông ăn không nói có, vô hại bản vương. Cút. Được lắm Ninh Dương, ta chưa xong với ông đâu. Thật luôn, đi thôi. Đi chậm một bước, ta bóp cổ chết. Bà ơi, có con chim to quá. Đó là người chim trong truyền thuyết. Giải nguyên, đổ tam nguyên. Giải nguyên, đổ tam nguyên.
Đường Bá Hổ, muội yêu huynh. Mọi người đều muốn Đường Bá Hổ ta lần này không đổ tam nguyên sẽ trái ý trời, đúng không ông trời? Về nhà thôi, thiếu gia, trời sắp mưa rồi. Đúng rồi, ở phía trước có một cái đình, chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi đi. Đi thôi, đến phía trước, đi nào. Ngươi là ai? Có hiểu quy tắc không vậy? Không sao, không sao. Vị huynh đệ này, huynh cũng đến kinh thành dự thi ư? Đúng. Uống đi, không sao, đừng khách sáo. Huynh là Đường Bá Hổ. Học tập Đường Bá Hổ, đọc sách phải chịu khó. Từ kinh tự miễn. Đường Bá Hổ, huynh là thần tượng của tôi. Chính là tại hạ, Đường Bá Hổ, cuối cùng tôi cũng gặp được Đường Bá Hổ. Không, không. Nói ra, tôi là Đường huynh, là đồng môn rồi. Sao nói như vậy? Cha của con trai tam biểu thức thông gia của em trai ân sư Thẩm Chu của huynh chính là thầy Khải Mông của tại hạ. Là như vậy ư? Coi như là đồng môn rồi. Đúng rồi. Đệ tuy bất tài, nhưng mà có quen vài tiền bối ở kinh thành. Vậy sao ở trong đó có một vị họ Trình? Họ Trình à? Lẽ nào là Trình đại nhân chủ khoa lần này? Trình Mẫn Chính, Trình đại nhân, đúng thế. Lần này đệ vào kinh vốn gặp ngày ấy đầu tiên, nhưng hôm nay đệ lại gặp huynh. Chủ ý của đệ đã thay đổi. Cho dù đệ có bản lĩnh thông thiên thì cũng không thể so sánh với kỳ tài Đường huynh. Đệ quyết định là sẽ tiến cử Đường huynh tới Trình đại nhân, cam tâm đứng sau Đường huynh. Khách khí rồi, không cầu làm trạng nguyên, đổ thám qua bản nhãn là được rồi. Thật ra lần này, nếu có cơ hội diện kiến Trình Mẫn Chính, Trình đại nhân, cũng là danh hạnh của Đường mổ, cứ giao cho đệ. Vị công tử này, dựa vào bản lĩnh của công tử đi thi, tuyệt đối đừng gặp quan gì cả. Nói gì vậy? Gặp quan rồi, công tử sẽ gặp đại bất trắc đó. Ngươi gặp quan rồi, tâm khó rộng, tài bắt đấu, khó giải sầu. Số mệnh đã thế, ắt sẽ có. Số mệnh không có, đừng miễn cưỡng. Thì ra là một người bệnh. Đừng quên à, đừng để ý đến đó. Chắc là người điên. Đúng thế, đúng thế. Chúng ta uống trà, uống trà. Tô Châu Giải Nguyên, giang nam đệ nhất đại tài tử Đường Bá Hổ đến. Còn cả ta, còn có giang âm cử nhân Từ Chinh đến. Vinh hạnh, các vị học phủ, tại hạ Tô Châu Đường Bá Hổ. Lần này vào kinh dự thi, mong các vị giúp đỡ. Hay, nói hay quá. Mọi người đều là gặp nhau lần đầu, Đường mổ không có gì bày tỏ, thế này đi. Tiện gia, Đường Giải Nguyên có gì dặn dò, mau chuẩn bị bằng rượu. Phải có sơn hào hải vị, phải có rượu ủ 10 năm. Phàm là cử nhân đến đây dự thi, ăn uống thì phải thoải mái. Còn tiền sẽ tính vào Đường Bá Hổ của tôi hết. Hay! Đường Bá Hổ thật uy vũ! Đường Bá Hổ thật uy vũ! Nào, chúng ta uống! Uống đi! Mọi người cứ ăn thoải mái nha, vui vẻ nha. Cảm ơn. Vinh hạnh, vinh hạnh. Vui vẻ nha. Uống đi nào.
tích nhật hoang hoang bất túc hề, kim triều phóng đảng tư vô nhạn, xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật kiến tận trường an hoa. Thơ của Mạnh Giao đúng là viết rất hay. Ở trong thơ miêu tả đều là cảnh giới mà Đường Mẫu trước giờ luôn tìm kiếm. Không phải là tôi khoác lác, từ khi Đường Mẫu bước chân vào nghiệp học, học hành gian khổ 15 năm, thơ ca từ phú không gì là không biết, cầm kỳ thi họa không gì là không hay, kỳ thi hương thi viện đã trúng nhị nguyên. Thi hội lần này Đường Mẫu dám chắc là mình sẽ đổ đầu bảng, trở thành tam nguyên, để làm đệ nhất tài tử trong thiên hạ. Mọi người tin hay không tin? Tin bị quên tôi tin. Ta thấy hắn có vẻ là khách khí khi mời mọi người ăn uống, không ngờ quá ra là để khoe khoang. Mấy cái thứ này ăn vào bẩn miệng mà thôi. Gió vô đệ nhị, văn vô đệ nhất, làm gì có ai chưa thi mà đã tự xưng là đệ nhất thiên hạ chứ. Còn nói là mọi người hãy ủng hộ, ta thấy là tên này đúng là một kẻ khoác lác đó. Đi thôi, đi thôi. Công tử, đi thôi. Để đấy, ông xem kìa, xem kìa. Tôi nói là tôi sẽ đổ tam nguyên, bọn họ liền không tin. Không tin có đúng không? Được thôi, đừng quá hổ tôi chí lớn sẽ thành. Từ Chinh, ra đây, ra đây. Đường huynh có dặn dò gì? Ngày mai đi, hãy đưa tôi đi gặp Trình đại nhân. Được. Không thể để mấy cái tên giảng sinh ghen ghét tài năng như vậy được. Đường huynh à, đây chính là phủ của Trình đại nhân rồi. Vào trong thôi. Gặp được quan lòng khó mở, nếu có lòng ắt sẽ tự tới, nếu không có lòng thì cầu vô ích. Đường huynh, tôi nói đây chính là phủ của Trình đại nhân, chúng ta vào trong thôi. Đường huynh à, hôm qua tôi chỉ là do say rượu nhất thời hồ đồ. Bây giờ nghĩ lại, trước khi thi hội mà chúng ta tới nhà chủ khảo sợ là sẽ không tiện cho lắm. Chỉ e rằng, e gì chứ. Đường huynh à, huynh cổ lỗ quá đó. Thế đạo bây giờ thế nào? Phàm là những thí sinh dự thi, trước khi thi thì có ai là không đến nhà chủ khảo gửi thiệp chào hỏi chứ? Hơn nữa, bây giờ chúng ta đi có phải là vì chuyện gì đâu, chỉ là tìm sự công bằng thôi mà. Công bằng ư? Huynh nói hình như cũng có chút đạo lý. Vì huynh đệ à, phiền huynh vào bẩm báo với Trình Mẫn Chính, Trình đại nhân có Tô Châu Đường Giải Nguyên Đường Bá Hổ cầu kiến. Được ạ. Mời hai vị công tử. Mời. Trình Thế Bá tại thượng xin hãy nhận của tiểu điệt từ kinh một lại. Mau đứng dậy. Chẳng phải nói là Đường Bá Hổ ở Tô Châu cầu kiến sao? Sao lại có một người cháu họ ở đâu ra vậy? Thế Bá, tiểu điệt họ Từ tên kinh, là con trai của Từ Nguyên Hiến. Từ Nguyên Hiến à? Ta không quen. Đại nhân thử nghĩ lại xem, kỳ thi hội của bộ lễ 30 năm trước, chẳng phải ngài cũng tham gia sao? Năm đó đúng là lão phu đã tham gia thi hội lần đầu tiên, nhưng Từ Nguyên Hiến... Đại nhân, xin ngài hãy nhớ lại một chút. Trong kỳ thi, chẳng phải là ngài vì hết giấy mà đã mượn người bàn bên cạnh hai tờ giấy đấy sao? Hình như là có chuyện như vậy đó. Người đó họ Từ. Ngài nhớ ra rồi. Tôi đã nói rồi mà, gia phụ và Trình đại nhân có mối giao tình sâu nặng mà. Xin hãy nhận của tiểu điệt một lại. Mau đứng dậy, đứng dậy. Đại nhân, người bạn cùng bạn Từ Nguyên Hiến chính là phụ thân của tiểu điệt. Lần này tiểu điệt vào kinh dự thi, gia phụ bệnh nặng không thể vào kinh để bái kiến đại nhân, nên đã bảo tiểu điệt mang theo tín vật và một chút quà mọn đến bái kiến đại nhân. Được được, ta nhận, ta nhận. À đúng rồi, Thế Bá, vị này là giảng bối là cử nhân Tô Châu Đường Dần tự Bá Hổ, rất hân hạnh được diện kiến Trình đại nhân. Cậu chính là Đường Bá Hổ lừng lẫy khắp giang nam đó ư? Lão phu nghe danh đã lâu rồi. Đại nhân chê cười rồi, giảng bối không dám nhận.
Giảng bối nghe nói đại nhân vô cùng yêu thích tranh thủy mặc, và đây là tứ mỹ đồ do chính tay giảng bối vẽ, xin đại nhân ngự lãm. Đẹp, đẹp, đẹp. Từ lâu đã nghe danh Đường Bá Hổ vẽ mỹ nữ là thiên hạ đệ nhất, hôm nay gặp được quả là danh bất hư truyền. Thế bá, tứ mỹ tuy rằng đẹp, nhưng vẫn không thể bằng một thứ. Thứ mà cậu nói có phải là vẽ đẹp kia thành người không? Từ kinh Đường Bá Hổ có một câu tục ngữ như thế này: cuộc đời của chim yến, chim tước tuy rằng có thể bay cao tới khắp đất trời, nhưng không thể bay lâu được. Tài nghệ lồng lộng, nhưng nếu như không có gió đông, thì sao có thể lừng danh thiên hạ được? Hay, hay, quả là không hổ là Đường Bá Hổ. Lời nói tới đây cũng coi là nói đủ rồi. Bức mẫu đơn đồ của lão phu vừa mới vẽ xong, xin hai vị đề vào một bài thơ được chứ? Được thôi, đừng quên, mời. Xuân phi nhất tuế thủ, mai chiếm bách hoa khôi. Nhật bạc hổ tưởng hậu, tầm kinh cần thám hoa. Rất hay, cũng rất có ý nghĩa. Tiễn khách. Công tử, mời. Vậy trình đại nhân, giảng bối xin cáo từ. Đi thôi. Đừng quên à, sao mà vừa đề văn thơ, trà còn chưa nguội mà đã đuổi khách về rồi nhỉ? Từ huynh à, quân tử thưởng thức hết ý là dừng. Chúng ta mượn thơ viết trí, không có ý gì khác. Trình đại nhân sẽ tự hiểu ra tâm ý của chúng ta. Xin hai vị công tử dừng bước. Lão gia của chúng tôi tặng hai vị vật này. Đại nhân không nói gì khác sao? Không ạ. Đừng quên, cành cỏ này. Tư huynh à, cuối cùng chúng ta cũng có hy vọng rồi. Cành cỏ này giúp nguyện vọng của chúng ta thành sự thật sao? Có biết đây là cỏ gì không? Đây là liễu lan. Ý của trình đại nhân, tất cả ở đây hết rồi. Sao vẫn chưa đến vậy? Lần nào cũng vậy, người này đúng thật là không có tích cực gì cả. Đến rồi, đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Trúc Quỳnh xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng cũng đến rồi, ngồi đi. Người toàn là mùi son phấn vậy, có phải là vừa trong chỗ Lý Hoa Khôi ra không? Nhất định là như vậy rồi. Không đi, nơi đó đủ các hạng người đến. Ta là nghe thấy không ít chuyện có ý nghĩa. Lại đây, ta nói cho các người nghe. Không nghe, không nghe đâu. Ở trong thanh lâu có chuyện gì là hay ho chứ? Vậy là huynh không hiểu rồi. Nghe nói là gần đây trên giang hồ đang lưu luyến quyển sách Ví Tu Luyện Thuật Phi Thiên. Huynh có tin tức gì không? Nếu như đệ không muốn nghe thì đệ bay đi đi. Ta chỉ nói vài từ quan trọng. Kinh thành, quan trường chính quyền hoa cử. Muốn biết thì hãy nhớ cho rõ đó. Ta đã nghe nói triều đình có kẻ muốn mượn cơ hội này để loại bỏ Trình Mẫn chính đại nhân. Nội chiến quan trường sự việc cơ mật. Đại nhân, ngài nhìn xem. Ngài nhìn xem đại nhân. Đây là do tôi viết. Đó là của tôi. Trình đại nhân à, sao ngài lại xé hết văn thơ của chúng tôi đi vậy? Đốt đi thì lại cảm phí củi lửa. Xem xong thơ văn của các người, toàn chỉ là những chữ nhu mì viết lên, không bằng những bài thơ nói về nỗi buồn. Chỉ là những người bất tài giả bố phong lưu. Đại nhân, xin ngài từ từ hãy tức giận. Tôi rất muốn ngài chỉ giáo cho. Thiên hạ này có ai có thể viết được những án văn xuất chúng chứ? Được,
Vậy ta cho các ngươi biết, các ngươi hãy đi thăm dò xem, Đường Bá Hổ đến từ Tô Châu, từ chinh của Giang Âm, tài năng của các ngươi nếu như bằng một nửa của hai người đó, thì ít nhất cũng xuất thân làm tiến sĩ rồi. Chuyện này, Đường Bá Hổ, từ chinh, đã nghe nói bao giờ chưa? Không phải là hai kẻ ngông cuồng vượt qua cửa biển ở bữa tiệc lần trước sao? Đúng vậy, đúng vậy. Xem ra bọn họ đều là đã gặp Trình đại nhân rồi. Như vậy thì có gì là tốt chứ? Chính là hắn ta. Các vị, mọi người xem, đây chính là cây bội lan mà Trình đại nhân đã tặng cho chúng tôi. Có biết là gì không vậy? Đần độn, đó chính là hậu sinh khả úy. Đó chính là Trình đại nhân đang khen ngợi chúng tôi đó. Đường huynh, vậy là chúng ta có hy vọng thi đậu rồi. Chuyện này các bạn học, đợi tôi đậu trạng nguyên rồi, đợi cậu ấy trúng bản nhãn thám hoa, quan thượng nhất định sẽ phong quan cho chúng tôi. Các vị, nếu có chuyện gì cần nhờ giả thì cứ tự nhiên nói với tôi, đừng quá khách sáo. Mọi người đều là hảo hán bằng hữu, có phải không nào? Đường huynh, kính huynh một chén cạn. Giờ lành đã đến, các khảo sinh vào phòng dự thi. Xuân Vi nhất túy chủ, mai chiêm bách hoa khôi, ta nghĩ là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Từ kinh, từ chinh, quên thân thế nào rồi? Chắc cũng phải cố gắng làm thám hoa. Ta cũng làm được kha khá. Đi thôi Đường Quynh, mời. Đường Bá Hổ, từ chinh, Trình đại nhân, cái đuôi hồ ly tinh của ngài cuối cùng cũng đã lộ ra rồi, chúng ta hãy đợi xem. Viết rất hay, rất hay. Một tác phẩm hay, một án văn hay. Quả nhiên không bình thường. Trình đại nhân, ngài hãy qua đây xem. Hai án văn này quả là tuyệt vời vô cùng, hơn hẳn người bình thường. Án văn này lão phu không xem trước, nhưng mà lão phu nguyện đánh cược cùng với các ngài một trận. Hai án văn này, một án là của Đường Dần của Tô Châu, án còn lại là của Từ Trinh của Giang Nam. Lão phu nguyện đánh cược bằng một năm võng lộc của mình. Lợi hại thật, Trình đại nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy ngàn cử nhân cùng nhau tham dự. Ý thất lời được. Các vị, hãy đợi đến lúc yết bản thì sẽ biết. Đúng vậy, nói rất đúng. Trình mẫn chính này, vố này đã không hòa hợp với chúng ta. Nói rất đúng. Đúng là tức chết đi được. Chuyện này, lần này Đường Bá Hổ và Từ Trinh đã trổ hết tài năng trong cuộc thi hối. Đây chính là cơ hội tốt để loại trừ ông ta. Đúng vậy, nói rất đúng. Các ngài xem làm như thế này có được không? Trước tiên, chúng ta không làm động đến ông ta. Sau đó, giặt tội hắn ta. Ý của ngài thế nào? Làm như vậy đúng đó. Yết bản rồi. Sao lại không đổ nữa vậy? Có tôi rồi. Dương Quỳnh cũng có Quỳnh kia kìa. Quỳnh nhìn xem, ở bên kia, bên nào cơ? Đường Quỳnh, chúng ta đổ rồi. Quỳnh nhìn xem, Quỳnh là thứ nhất, ta là thứ hai, đổ rồi. Tô Châu Đường Dần đổ nhất bản thi hội, liên tiếp đứng đầu trong ba cuộc thi. Chúc mừng Đường công tử. Đường Bá Hổ đúng là uy võ. Đường Bá Hổ liên tiếp đứng đầu trong ba cuộc thi, làm tài tử thứ nhất của thiên hạ. Nào cạn chén.
liên tiếp đứng đầu trong ba cuộc thi. Chúc mừng Đường công tử. Chúc mừng, chúc mừng. Hai vị nào là Đường Bá Hổ và Từ Chinh? Chính là tại hạ. Ôi, phái nhiều hộ vệ vậy sao? Đều là để đi cùng với chúng tôi sao? Hoàng thượng đối xử tốt với chúng ta như vậy, đúng vậy, to gan. To gan, đương dân đại nạn kề cổ, mà ngươi vẫn chưa biết sao? Ta thấy ngươi rất ngông cuồng đó. Chuyện này, ngươi đâu? Trói phạm nhân Đường Dân và Từ Chinh lại cho ta, khoan đã. Ta là người đứng đầu cuộc thi hội, ai dám trói ta chứ? Các người đã trói nhầm người rồi đó. Tiếp chỉ. Thánh chỉ đến, Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu giết. Qua điều tra, hai người Đường Dân, Từ Chinh trong cuộc thi hội ở Kinh Sư đã đầu tư trục lợi, tư thông với chủ khảo, hối lộ tiền bạc. Biết trước đề thi, lòng dạ đen tối, thủ thuật gian trá, đoạt được vị trí thứ nhất và thứ hai trong cuộc thi. Hiện sẽ giam vào thiên lao để điều tra rõ sự thật và trừng trị nghiêm. Khâm xử, mang họ đi. Tôi bị oan uổng. Đừng cãi nhau nữa. Chúng ta phải đi gặp Trình Mẫn Chính đại nhân. Đúng vậy. Trình Mẫn Chính đại nhân, ta nghĩ là các người vào trong thiên lao rồi sẽ có thể gặp tội phạm Trình Mẫn Chính. Dẫn đi. Hồng đại nhân, lần này ngài đã lợi dụng vụ án khoa cử của Đường Bá Hổ, cuối cùng cũng lật đổ được tên mọt sách cứng đầu Trình Mẫn Chính kia. Cao, quả thật là cao tài thật. Cao tay thật, Hồng đại nhân. Các vị à, lật đổ Trình Mẫn Chính, chuyện đại sự triều chính này, đối với chúng ta mà nói thì có gì là lạ chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng đến rồi. Hoàng thượng giá đáo. Hoàng thượng. Di thần khởi tố hoàng thượng. Mời người xem. Người ở bên trái là phạm nhân Đường Dần, ở bên phải là phạm nhân Từ Chinh. Hai người này có mưu đồ bất chính, đại nghịch bất đạo. Đi đi. Ý của hoàng thượng là vụ án này đã có bằng chứng cụ thể chưa? Hồi hoàng thượng, qua sự điều tra của di thần, giờ đã tra ra rõ ràng, Từ Chinh và Đường Dần hai người này trước khi hội thi bắt đầu đã nhiều lần gặp mặt chủ khảo Trình Mẫn Chính, hối lộ bức tranh quý này. Sau đó, Đường Dần nhiều lần tự mình tuyên bố công khai bản thân nhất định là sẽ đổ đầu. Hơn nữa, chủ khảo Trình Mẫn Chính ở trong những bài thi công khai công bố hai thí sinh có bài viết ưu tú chính là do hai bọn họ viết ra. Chứng cứ đã rõ ràng, xin hoàng thượng minh xét. Dừng lại đi. Khanh nói là tranh quý. Vậy tranh quý đâu? Đây chính là bức tranh quý, thưa hoàng thượng. Giá trị liên thành. Tài năng vẽ của Đường Bá Hổ quả nhiên là danh bất hư truyền. Còn chưa đi sao? Chuyện này không thể trách được. Đã rõ như vậy chưa? Dân, thưa hoàng thượng. Hỷ công công, ý của hoàng thượng là gì vậy? Hoàng thượng có khẩu dụ. Hai người Đường Bá Hổ và Từ Chinh vi phạm quốc pháp, gian lận trong thi cử. Theo luật thì đáng chém đầu. Nhưng trẫm niệm tình công học hành vất vả, lại có phạm tội lần đầu, tội chết tạm thời miễn, nhốt vào thiên lao. Các trừng phạt sẽ tính sau. Thâm thử. Hỷ công công, hoàng thượng có gì vậy? Vẫn chưa hiểu sao? Ý của hoàng thượng là nhốt bọn họ vào trước, không phải là Đường Bá Hổ vẽ tranh rất đẹp sao? Hoàng thượng lại thích, hãy để cho cậu ấy ở trong ngục vẽ tranh đi. Hai kẻ này là trọng phạm mà. Hỷ công công, hỷ công công, hỷ công công. Chuyện này hay quá, hay quá, chúng ta không phải chết nữa rồi. Thạch Lưu Muội làm gì đấy?
Thạch Đô có chuyện gì vậy? Nào, mau để tỷ tỷ xem, nhanh lên nào. Đây là tỷ muội cả, có gì không thể cho ta nhìn được chứ? Nhanh, nghe lời đi Thạch Đô. Đường Bá Hổ, Đường công tử kìa. Đường công tử ở đâu vậy? Thạch Đô muội. Thu Hương tỷ lại đùa muội rồi. Ta nói Thạch Lô à, là muội coi cuộc sống như một vở kịch, tự mình đóng diễn viên nữ chính trong đó, diễn viên nam chính là Đường công tử. Thu Hương, chuyện như thế này thì không thể nói lung tung được. Tỷ thấy là muội trang điểm thế nào? Học trộm của tỷ hơn nửa tháng rồi đó, học được hơn nửa tháng rồi nó mới như thế này sao? Muội cảm thấy là thuộc hóa trang thật là thần kỳ. Muội thấy là bây giờ muội mặt mũi trắng trẻo, mắt to hơn, hợp với Đường công tử của chúng ta rồi, hợp rất hợp. Muội nhớ là tỷ đã từng nói một người con gái đẹp phải trong ngoài đều đẹp. Bây giờ muội không những học thư pháp mà còn học vẽ tranh. Tỷ nhìn xem, đây là Đường công tử, còn đây là muội. Mười tin rằng trời sẽ không phụ lòng của người tâm. Sẽ có một ngày Đường Bá Hổ sẽ quay về lấy em. Đường Bá Hổ đó có gì là hoàng mỹ chứ? Có chứ, huynh ấy là tài tử nổi tiếng khắp giang nam. Bây giờ huynh ấy lại đậu liền ba cuộc thi. Huynh ấy không hoàng mỹ thì ai là hoàng mỹ chứ? Đậu liền ba cuộc thi thì sao chứ? Có thể làm đại quan. Làm quan có thể làm quan lớn như thế nào? Tính lại là chức quan rất là lớn hơn. Vậy có lớn hơn lão gia nhà của chúng ta không vậy? Lão gia nhà của chúng ta là chính nhị phẩm ở kinh thành. Cô nấy mới độ có trạng nguyên, chắc là sẽ không lớn mặt lão gia nhà của chúng ta. Thu Hương à, tỷ hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không phải là tỷ gì chứ, nghĩ nhiều vậy? Nói cho muội biết, người khác đã bói ra ta rồi. Muội có biết mệnh của tỷ là thế nào không? Không phải là mệnh nha đầu sao? Bây giờ ta chỉ tạm thời là ngọc sáng được cất đi thôi. Ta nói cho muội biết, có người bói cho ta, ta chính là mệnh nương nương đó. Nương nương ở đâu cơ? Nương nương ở trong cung. Ta nói cho muội biết, muội đã từng nghe qua cái câu này, xương bánh chè sinh nương nương, chân sinh thiên tử. Hình như là nghe qua rồi, xương bánh chè ra trước là nương nương, chân ra trước là thiên tử, đúng. Lúc ta sinh ra, xương bánh chè ra trước. Thu Hương, vậy thì tỷ thật sự là mệnh nương nương rồi. Vì vậy Thạch Lưu à, ta nói cho muội biết, chỉ là một Đường Bá Hổ nhỏ, căn bản là không được lọt vào mắt của ta đâu. Đừng có tưởng ta bây giờ tạm thời làm nha đầu. Nói cho muội biết, một thời gian nữa hoàng thượng nhất định sẽ đến đón ta. Ta sẽ ở trong cùng làm nương nương, ăn ngon mặc đẹp. Thu Hương, muội ủng hộ tỷ. Muội tin rằng sẽ có một ngày tỷ trở thành hoàng hậu nương nương, còn muội thì có thể trở thành trạng nguyên phu nhân của Đường Bá Hổ. Thạch Lưu, hãy đỡ nương nương xuống. Dân, nương nương mời. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, đã xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Sao có một mình thúc quay về vậy? Thiếu gia cậu ấy bị bắt rồi. Thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, Ninh Dương này, ông ta muốn mưu phản, còn nói lại gì bách tính thiên hạ. Ta nghĩ ông ta chỉ muốn cướp quyền lực của hoàng thượng và 3.000 giai nhân ở trong hậu cung. Lão gia, người nói là Ninh Dương là vì 3.000 giai nhân ở trong hậu cung của hoàng thượng mới tạo phản sao? Đúng. Các triều đại, tất cả những kẻ âm mưu tạo phản đều là muốn lấy được quyền lực và nữ nhi ở trong thiên hạ nhất. Vậy Thu Hương làm nương nương rồi thì không phải là nương nương của Ninh Dương sao? Cái gì ngươi nói? Thu Hương kia muốn làm nương nương. Đúng vậy. Nói là cái gì đó là xưng bánh chè sinh nương nương, chân sinh thiên tử. Cô ấy nói là khi sinh, xưng bánh chè ra trước chính là mệnh nương nương thiên sinh. Sao này có thể vào cung làm nương nương? Chuyện này thật sao? Điềm lành, điềm lành đây, điềm lành trời ban đây. Thu Hương, Thu Hương. Thu Hương à, nếu như Thu Hương có số làm nương nương thật như vậy thì ta nhất định có thể quay lại hoàng cung rồi.
Ngươi nhìn xem, Ninh Dương, ông ta muốn mưu phản. Ông ta sẽ bị ta bắt được thóp của ông ta. Bắt được thóp rồi ta lại loại bỏ ông ta. Như vậy, Hoàng thượng sẽ đến Tô Châu tuần sát. Đến Tô Châu rồi thì sẽ ở hoa phủ của chúng ta, sống ở hoa phủ. Khi đó sẽ bị Thu Hương số làm nương nương mê hoặc. Còn ta sẽ quay lại hoàng cung. Hoàng cung này, hoàng cung này cũng chưa biết. Mau mau đi gọi Thu Hương đến đây. Ta sẽ tăng tiến công cho cô ấy. Sau này không cần cô ấy làm việc nặng nữa, đều là do ngươi làm cả. Còn chưa đi sao? Mau đi đi. Đến lão gia mà cũng tin Thu Hương tỷ là mà nương nương như vậy, xem ra chuyện thành thân của mình với Đường công tử phải bái Bồ Tát nhiều mới được. Bồ Tát, xin người phù hộ cho Đường công tử lần này nhất định phải đổ 3 kỳ thi liền. Đa tạ Bồ Tát. Bồ Tát, xin người phù hộ Thạch Lưu. Sao mùi lại ở đây? Không phải tỷ nói là Phật tổ ở đây rất linh sao? Vì vậy mùi đến đây để cầu nguyện. Nhìn mùi thường ngày như thế này, mà có nhiều tâm sự đến như vậy sao? Mùi cầu gì vậy? Không nói được, nói ra mất linh nghiệm đấy. Không nói thì lại thôi vậy. Vốn định nói cách cho mùi đây, thật sao? Vậy mùi nói với tỷ không được nói với người khác đó. Mùi đang cầu xin cho đường công tử nào? Đường Bá Hổ sao? Mùi vẫn thích Đường công tử thật sao? Người cả thành đều biết cả rồi, đáng ghét, Thạch Lưu. Ba Hổ, biểu muội nhìn kỹ đi, là Hà Xuân ca ca của muội. Biểu ca, huynh đến thì tốt rồi. Ba Hổ đã xảy ra chuyện rồi, huynh hãy mau giúp muội nghĩ cách đi. Biểu muội, biểu ca đến muộn, để cho biểu muội phải khổ rồi. Ta đã nói chuyện của Đường Bá Hổ rồi, muội yên tâm, lần này là ta đến nhất định sẽ giúp. Để giải quyết mọi vấn đề khó này, cho dù là phải vào thiên lao, ta cũng đi cùng với muội. Biểu ca, huynh nói như vậy thì muội an tâm rồi. Bá Hổ bây giờ như vậy, một người phụ nữ như muội thì có thể làm gì để mà cứu Bá Hổ ra được? Cứu à? Biểu muội, muội thật là ngây thơ và ngốc nghếch đó. Đến bây giờ muội vẫn chưa biết tội mà Đường Bá Hổ phạm phải là tội lớn vô cùng sao? Hắn ta là gian lận trong khoa thi, cho dù là cứu ra được thì muốn sống cũng rất là khó. Cho dù sống được thì tương lai sau này mãi mãi cũng không có công danh gì cả, mãi mãi mang tội ở trong người. Mùi muốn cứu hắn ta, nếu như không cứu được còn liên lụy đến mùi nữa đó. Nhưng mà mùi là thê tử của huynh ấy, mùi không thể đứng nhìn không quản. Quản đương nhiên là phải quản rồi. Được rồi, hãy đợi ta giúp mùi nghĩ ra một cách để cứu Đường Bá Hổ. Tục ngữ nói có tiền mua tiên cũng được, mà không có tiền thì cũng khó đó. Vậy thì cần bao nhiêu tiền? Chuyện này rất là khó nói. Chuyện lần này của Đường Bá Hổ rất là nghiêm trọng, dùng tiền cũng chưa chắc đã giải quyết được đâu. Cứ coi như là dùng tiền thì cũng không thể với số lượng ít được. Vậy cần bao nhiêu? Ta nghĩ xem. Như vậy đi, bán cái đường phủ này trước đi, sau đó bán hết ruộng đất của Đường gia đi, và cả những đồ cổ tranh chữ này nữa đều bán hết đi. Sau đó những trang sức dây chuyền vàng bạc của muội đều phải bán hết đi. Ta nghĩ như vậy thì chắc có thể cứu được Đường Bá Hổ đấy. Như vậy thì có thể cứu được Đường Bá Hổ. Như thế cứu được hay không? Cũng có thể là nói như thế này, có những lúc tiêu tiền cũng chưa chắc đã sai khiến được ma quỷ.
Vậy chi bằng chúng ta đến kinh thành đi cầu xin một số đại quan. Nếu như là án bình thường, cách này rất là hay. Nhưng mà bây giờ hoàng thượng đang nổi giận, còn có vị đại quan nào có thể cầu xin giúp được bá hổ chứ? Biểu ca, xin huynh hãy giúp muội, cho dù là thế nào thì cũng phải cố đường bá hổ. Thật vậy sao? Thật ra ta vẫn còn có một cách, không những có thể đảm bảo cho đường bá hổ bình an vô sự, mà có thể làm cho đường quan của cậu ta thông suốt. Nhưng mà phải hy sinh một chút hạnh phúc cả đời của biểu muội. Chỉ cần có thể cứu được đường bá hổ, muốn muội như thế nào cũng được cả. Muội lại đây. Nhớ rõ đó, điều quan trọng nhất là để cố đường bá hổ, là bán hết gia sản của đường gia và còn viết thư bỏ vợ. Và còn nữa, gặp đường bá hổ nhất định là phải đoạn tuyệt, không được do dự, được chưa? Nhanh lên, để hết đồ lên xe, nhanh lên. Đây chính là tính vật đính hôn của tôi và tướng công. Ông không được lấy đi. Đi đi, được rồi. Cẩn thận đó, đừng có va vào nhau, đỡ lấy nào. Nghi mật này ta sẽ để lại cho phu nhân, coi như đó là lòng tôn kính của tôi đối với đường bá hổ. Nhưng mà tài sản ruộng đất, cửa nhà của các người và những đồ ký, tôi cũng chỉ đưa cho phu nhân được từng đấy thôi. Xin hãy cất giữ cẩn thận, cáo từ. Đi thôi, đi thôi. Thiếu phu nhân, như vậy là sao? Ông trời, xin ông từ bi, cứu lấy đường bá hổ. Hà công tử, mời uống trà. Không uống trà đâu, tiền đâu. Đi đi đi. Sáng sớm nay đã chuẩn bị trước rồi, Hà công tử. Theo căn dặn của công tử thì tôi đã trả cho đường phu nhân 1 vạn lạng. Ở đây là 1 vạn 5.000. Một chút thành ý nhỏ, tài sản đó của đường gia. Không có 5 vạn lạng thì đừng lấy nhá. Không có, không có, tên tiểu tử người cũng gian trá quá. Không có, không tốn một chút sức nào mà đã kiếm được 3 vạn lạng rồi. Ít nhất thì cũng phải đưa cho ta thêm 1 vạn lạng nữa. 5.000 có được không? 1 vạn không đưa có đúng không? Ta sẽ đi nói cho đường phu nhân biết. Đã chuẩn bị cả rồi. Như vậy còn được. Lần này Hà công tử kiếm được phu nhân lại được cả tiền nữa. Hãy cất lời vào trong bụng thì mới có thể phát tài được. Nhớ chứ. Hoa bảo bảo. Quan nhân, chúc đại quan nhân mau tỉnh dậy đi. Trời sáng rồi. Sao thiên qua lâu này lại sáng như vậy? Nhanh quá, đương nhiên rồi. Đêm ngắn mà, trời sáng tự nhiên sẽ nhanh thôi. Cho ta ngủ thêm một chút nữa đi. Chúc công tử à, chỗ tiền này sao ngủ được chứ? Không đủ sao? Sao lại đi vậy? Mama người xem, tôi là khách quen của dạng qua lâu, lần sau tôi sẽ bù thêm. Người đâu? Người đâu? Tiền đã không đủ thì sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của dạng qua lâu. Lên. Dứt ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài. Này, sao các người lại đối xử với khách cũ như vậy chứ? Không có tiền thì đừng có hòng vào. Lần sau hãy nhớ mang đủ tiền đó. Tôi,
Đi đi. Đi đi. Hiền đệ. Ăn rồi sao? Bữa sáng ngon vậy. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Khoan đã. Trúc Chi Sơn, chỗ ta đây không phải là quán cơm của huynh. Sao tháng nào huynh cũng đến đây vậy? Có phải là đi gặp Hoa Khôi kia không vậy? Hiền đệ, ta có lỗi với đệ. Ta càng có lỗi với bản thân của mình. Ta cả ngày chỉ nghĩ đến nữ sắc. Ta đúng là vô dụng, thật vô dụng. Bây giờ ta sẽ tự kết thúc đời mình. Ta sẽ tự kết thúc đời mình ngay bây giờ. Bỏ xuống, bỏ xuống. Cái móc câu này. Được rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Sáng sớm mà hai vị đã ở đây rồi sao? Không phải là đệ cũng mới dặn qua lâu về đó chứ? Nói gì vậy? Nơi đó thì có bao giờ đệ đến chứ? Nói cho các huynh biết là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đường Bá Hổ đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Để nói cho huynh biết, cả đời để nói chuyện đều rất là chuẩn. Chuyện này, còn nhớ lần trước chúng ta tặng cho huynh ấy một bài thơ không? Mã Thất Thiền Đề, bây giờ đã mất thật rồi. Đến đâu cũng sắp không còn nữa. Tin ở Kinh Thành nói là Đường Bá Hổ này đổ Trạng Nguyên trước, sau đó thì điều tra ra thông đồng với chủ khảo, bị tước đi công danh và bị nhốt vào thiên lao. Ta đã nói rồi, lần trước đã nói với các người rồi à. Quan trường chính quyền, các người vẫn công tin. Còn nói là ta không nên tin chuyện ở trong thanh lâu là sự thật, các người xem. Ta không uổng công đến dạng qua lâu rồi, muốn ta nói. Cái gì đó là khoa cử, làm quan gì chứ? Sau này ta quyết định rồi, ta sẽ vẽ tranh nhỏ, uống rượu nhỏ, đi bước nhỏ thôi, hưởng thụ như vậy không phải là hay sao? Cũng không có nguy hiểm gì cả. Chúc Quỳnh, Quỳnh nói sai rồi, để cho rằng chuyện này của Đường Bá Hổ chứng tỏ là người chỉ biết nói ngon, nói ngọt như Quỳnh ấy là hoàn toàn không ăn được, làm quan phải để cho người có học rộng như đệ làm. Đệ cũng có quyết định rồi, cả đời này, đệ không thi được công danh thì đệ không làm người. Tranh chữ đệ cũng không bán nữa, không động đến bút nữa. Đệ phải học để lấy công danh. Ta sắp điên mất rồi. Nhiều tranh như vậy thì bao giờ ta mới vẽ được hết chứ? Khi nào vẽ hết tranh? Để khi vẽ xong rồi, mạng của chúng ta cũng gần hết rồi. Chúng ta chỉ có thể vẽ liên tục thì mới có cơ hội nhìn thấy mặt trời. Mau vẽ đi. Có kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, năng tri như âm, động như lôi chấn. Ý đó là nói, lúc quân đội hành động, tốc độ nhanh như gió. Lúc đợi quân địch, kiên nhẫn giống như rừng cây. Lúc đối mặt với sự xâm lược của quân địch, thì lại mãnh liệt như lửa. Lúc phòng thủ bất động thì vẫn chắc như núi sơn. Hoàng thượng, bình thư hôm nay chỉ nói đến đây thôi ạ. Xin người hãy nhận xét. Có chút ý nghĩa. Lúc mới bắt đầu, ta vẫn không hiểu để cho bọn họ vẽ tranh binh pháp như vậy. Bây giờ xem ra đó thật sự là chuyện tốt. Hoàng thượng thông qua chuyện này mà đọc được không ít binh thư, sau này sẽ không thể chỉ huy mù quáng, đánh bại trận được. Đúng vậy. Hôm nay hoàng thượng có thể đọc được bức vẽ của binh thư, thì chứng tỏ sau này chúng ta có thể đem sử ký, tư trị thông giám, những sách trị nước để cho Đường Bá Hổ vẽ, rồi sau khi hoàng thượng xem rồi, nhất định sẽ trở thành một vị minh quân. Đúng vậy, nói rất đúng.
Vậy ta sẽ mang 249 cuốn Tư Trị Thông Giám nhà ta để Đường Bá Hổ vẽ. Như vậy thì chúng ta có thể đọc cho Hoàng thượng nghe. Nếu không Hoàng thượng ngày nào cũng cùng với lũ công công nửa nam nửa nữ thì học được cái gì chứ? Đi đi. Hoàng thượng, đây là ý kiến của Đại Thần về kết quả của ngày hôm nay. Nó là còn mang 249 cuốn Tư Trị Thông Giám tất cả đều vẽ ra và do bọn họ đọc cho người nghe. Tư Trị Thông Giám, 249 cuốn, phải học theo cách như vậy sao? Vậy thì ta không làm Hoàng thượng nữa, ai làm thì làm. Hoàng thượng bớt giận. Lão Nô cho rằng Hoàng thượng thích quân sự, để Đường Bá Hổ từ chinh vẽ binh pháp vốn là chuyện tốt, nhưng mà các đại thần lại mượn cơ hội để Hoàng thượng đọc Tư Trị Thông Giám cái gì đó. Như vậy thì thật là quá đáng mà. Tục ngữ nói nhiều sách quá không bằng không sách. Lão Nô cho rằng giang sơn của Hoàng thượng nên để cho Hoàng thượng tự mình làm chủ, không cần phải tham khảo những thông giám đó. Những đại thần này muốn Hoàng thượng đọc Tư Trị Thông Giám gì đó thực chất là để cướp quyền triều chính. Trẫm không thể mắc lừa bọn họ được, để bọn họ dùng sách để trói trẫm lại. Hoàng thượng thánh minh, Lão Nô cho rằng từ chối việc học sách thông giám, e rằng những đại thần đó sẽ nói là Hoàng thượng chỉ học binh pháp, không học chính luận. Hay là như vậy đi, làm cho người vẽ kia lập tức biến mất đi. Biến mất. Cách này có thể được đấy. Vậy, người nghĩ bọn Đường Bá Hổ nên giết hay là... thả bọn họ ra. Lão Nô đã rõ rồi. Vậy đi, vậy đi. Xem ra tối qua chúng ta đã vẽ xong Tôn Tử binh pháp rồi. Hôm nay phải lên đường thôi. Công công đại nhân, xin ngài hãy cầu xin Hoàng thượng tha cho chúng tôi một mạng. Tôi không muốn chết. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi ngài. Tôi xin lỗi ngài. Xin lỗi Hoàng thượng. Tôi nguyện ở thiên lao này cả đời để vẽ tranh cho Hoàng thượng. Công công, chuyện đã đến ngày hôm nay, tôi không còn gì để nói cả. Xin công công, ngài hãy bẩm báo với Hoàng thượng. Đường Bá Hổ tôi bị chém đầu cũng không sao, chỉ hy vọng không liên lụy đến nương tử của tôi. Đường Bá Hổ, ngươi nổi danh là tài vẽ, ngồi đại lao là vì vẽ tranh, đại nạn không chết chính là vì vẽ tranh, đến miệng tội thả ra cũng là vì vẽ tranh. Xem ra ngươi sinh ra đã có duyên với vẽ tranh rồi. Miễn tội phóng thích, chúng tôi có thể quay về nhà sao? Còn chưa mau khấu đầu tạ Long Ân sao? Tạ Hoàng thượng Long Ân, tạ Hoàng thượng Long Ân. Ai cho các người một Long Ân này chứ? Đó là một vị Hoàng thượng không thích đọc sách. Thả bọn họ ra. Tạ công công, tạ công công. Chúng ta có thể về nhà rồi.